Chào mừng các bạn đến với Bé Vui Học Toán. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bảng nhân 2 nhé. Nào, cùng bắt đầu thôi. Hai nhân một bằng hai. Hai nhân hai bằng bốn. Hai nhân ba bằng sáu. Hai nhân bốn bằng tám. Hai nhân năm bằng mười. Hai nhân sáu bằng mười hai. Hai nhân bảy bằng mười bốn. Hai nhân tám bằng mười sáu. Hai nhân chín bằng mười tám. Hai nhân mười bằng hai mươi. Hai nhân một bằng hai. Hai nhân hai bằng bốn. Hai nhân ba bằng sáu. Hai nhân bốn bằng tám. Hai nhân năm bằng mười. Hai nhân sáu bằng mười hai. Hai nhân bảy bằng mười bốn. Hai nhân tám bằng mười sáu. Hai nhân chín bằng mười tám. Hai nhân mười bằng hai mươi. Bài học đến đây là hết rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.